Ok, để coi ai là người chiến thắng nha. 1, 2, 3. Tỉnh ra tôi bơi nhanh vậy tôi thua sao, tức quá trời vào đất luôn. Chị ơi, chị là cái mập mà khổ ghê. Ủa mà từ từ, cái giờ này là cái giờ gì ta, sao chìm chiều chiều rồi nè. À chưa chưa chứ, tự nhiên đói bụng quá ta. Xin đói không? Em cũng đói quá. Trời ơi, gì vậy trời? Gì vậy trời? Trời ơi, về đây nha. Trời ơi, sao chị có để ý không? Mình đứng đầu này mà ca mua hét nhỏ vậy tụi mình còn nghe nữa. Trời, hát nhỏ dữ ha, nhát xong mà cái nguyên mặt đất rung chuyển luôn á trời. Trời ơi, hoặc là nhìn đói nè. Trời, biết rồi, về nè. Trời, rất là được mỗi cái việc ăn cơm, cơm mùi hét quá trời của đất luôn mọi người. Đây đây, em về nè. Đó. Trời ơi, ham chơi à, cơm mùi nấu cơm nó sắp nguội luôn rồi á. Trời, chị phải nói sớm. Hôm nay có chờ đồ ăn này Simon. Trời đất ơi. Ủa, hôm nay Cam ơi nấu ăn gì ngon vậy? Yeah, Cam ơi, ghê quá. Biết sao không? Hôm nay á, thật ra Cam ơi nấu là nhân dịp Sammy được 1 triệu sub. Đây là Cam ơi nấu cho Sammy ăn nhiều, nhưng mà Cam ơi vẫn chia cho Sammy, à Simi á. Nên là nấu cả bằng ăn. Trời ơi, tốt dữ hay. Tốt đột xuất rồi em ơi. Từ từ. Hình như theo chị nhớ trước khi ăn là như đây là cái gọi là cái lịch gì ta? Hôm nay là lịch dọn vệ sinh dưới cái biển que đúng không ta? Nhớ vậy đúng không ta? Ủa. Lần trước là chị với Sammy dọn rồi mà, lần này là đến lượt em là đúng rồi. Ủa, tức là tuần trước là hai người dọn vệ sinh ở bãi biển rồi ấy hả? Em bất nghe. Trời ơi, chị tuần trước không biết. Ở biển bận lại rồi nè, đâu bây giờ em xuống vệ sinh. Thôi, hôm nay em về lắm, em không dọn bãi biển đâu. Chuẩn bị ăn. Bây giờ nha, bây giờ xuống dọn dẹp nhanh rồi lên ăn. Còn nếu bây giờ em không dọn dẹp ha, chị sẽ không bao giờ đi chơi, gọi là đi chụp nước em đâu nha. Nhớ thôi mà. Ôi, đừng đánh vào cái đấy. Đánh vào dạ dày là không bao giờ cho ăn nữa. Ủa mà chị đâu ăn mà chị nói chứ. Nói đi. Đó. Nếu mà em không dọn nha thì chị sẽ không nấu đồ ăn ngon cho em. Trời, thiệt luôn hả? Rồi, em đi dọn nè. Trời đất ơi, tôi khổ quá trời quá đất luôn. Tôi quên mất là hôm nay là ngày là tôi phải đi dọn vệ sinh bãi biển mọi người ơi. Trời, tôi tức ghê á. Tính đi chơi mà. Ok, để coi cái bãi biển của tôi như thế nào. Trời. Em biết rồi. Trời đất ơi, các bạn nhìn cái bãi biển của tôi nè. Trời đất ơi, sao con người có thể xả rác một cách bừa bãi như vậy được chứ. Đúng là con người vô ý thức dễ sợ. Đó lý do tôi ghét con người cực kỳ luôn mọi người. Trời đất ơi, cứu đi con. Trời ơi. Ủa, con cái gì con... mà ở ngoài biển? Ở ngoài biển tự nhiên xả rác rồi tùm lum vậy trời. Ai, thiệt tình luôn á, ngày nào mình ra đây á cũng thấy có rác hết á. Công nhận á là bây giờ mọi người vô đất thì cứ không có chịu bảo vệ thiên nhiên gì hết trơn mà bây giờ còn xả rác nữa, bắt mình phải đi dọn nữa. Ủa, hình như cậu ta là con người đúng không ta? Sao cậu ta lại dọn rác chứ? Dọn rác đó nào. Trời đất ơi, chắc chắn á là sau khi dọn rác xong á thì cái bãi biển này nó sẽ rất là đẹp luôn. Cậu ta dọn rác kìa. Ui trời đất ơi, ai mà xả luôn xuống biển vậy trời. Có rác ở dưới đây nè, thử lượm coi. Cậu ta bị đuối nước rồi. Đợi tôi xíu. Cậu ta bị đuối nước rồi. Đây tôi cứu cậu cho. Lên nè. Nặng dữ vậy. Trời đất ơi, cậu ta nặng quá. Trời đất ơi, mình cứ tưởng đâu là mình gẫm luôn rồi. Cậu là ai vậy? Chào cậu nha. Chết rồi, cậu ta thấy mình mất tiêu rồi. Chỗ này có người cá luôn hả? Ủa, cậu là người cá hả? Đúng rồi, tôi là người cá nè. Thì ra là vậy, trời, cảm ơn cậu đã cứu mình nha. Trời, nếu mà không có cậu chắc là mình ngụm luôn rồi đó. Ủa, cậu là con người đúng không? Tôi là con người nè. Ủa, mà cậu đã sống ở đây bao nhiêu lâu rồi? Mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ở đây vậy. Tôi sống ở đây chắc 100 năm rồi á. Ủa, mà lạ vậy ta. 100 năm?
nhưng mà khoa, cậu là con người. Sao cười gì ta? Để tôi ngửi coi. Ủa, tôi nhớ con người khi gặp người cá, con người sẽ gọi là chỉ tới bắt người cá chứ. Tại sao cậu lại không bắt tôi hả? Trời đất ơi, cậu đừng có nghĩ là con người ai cũng giống như vậy. Đó là những cái tên cướp biển á, những người đó là có mục đích xấu. Còn tôi á thì tôi chỉ ra đây để tôi dọn rác thôi. Cho nên á, tôi đâu cần phải bắt cậu để làm gì đâu, đúng không? Ha, cũng đúng. Ủa, mà cậu, tại sao cậu ra ngoài đây dọn bãi biển vậy? Trời đất ơi, nói tới đây thì câu chuyện dài lắm luôn á. Ở đây người dân của làng Hero Team suốt ngày cứ xả rác, khiến cho ô nước bị ô nhiễm quá trời luôn. Nên là tôi phải ra đây để tôi dọn nè. Ủa, cậu cũng yêu bãi biển hả? Đúng rồi, tôi cũng kêu bãi biển lắm luôn á. Trời ơi, tôi ước là sau này bãi biển ở đây nó sẽ mãi xanh sạch đẹp luôn, không có một cái miếng rác nào luôn á. Vậy cậu giống tôi á, tôi cũng rất là thích bãi biển luôn. À, hay là bây giờ tôi sẽ giúp cậu dọn bãi biển luôn nha, được không? Nếu mà được như vậy thì quá tốt rồi. Thôi chúng ta cùng nhau dọn bãi biển nào. Ok, tôi dọn giúp cậu cho. Ôi, mà tính ra cậu dọn nhanh dữ ha. Tôi coi. Ôi các bạn ơi, tính ra cái tên con người này cũng tốt dữ ha. Mình cứ tưởng là con người nào họ cũng xấu xa, ai cũng gọi là độc ác hết trơn á. Nhưng mà tên này rất là tốt nha. Cuối cùng cũng xong rồi. Trời đất ơi, chiều mất tiêu luôn rồi. Nè bạn người cá ơi. Mình nè. Bây giờ cũng là chiều rồi đó. Bây giờ có lẽ là tôi sẽ phải về nhà rồi. Thôi hẹn bữa khác gặp lại bạn nha. Vậy là cậu có thể gặp tôi được hả? Tại sao không chứ? Nếu mà cậu muốn á thì tôi có thể dẫn cậu lên đây chơi luôn. Thiệt hả? Ủa tức là tôi có thể đi chơi ở thế giới con người được hả? Đúng rồi đó. Tôi sẽ dẫn cậu á gọi là đi tham quan làng Hero Team của tôi như thế nào luôn. Bây giờ tôi về trước nha. Khoan. Tại sao cái tên con người này lại thú vị vậy ta? Ủa cái cảm giác của mình lấy gì vậy? Tại sao tim mình đập mạnh như vậy? Sao mình lấy ngại này? Chắc là không sao nhỉ? Thôi, bây giờ mình phải về nhà mới được, mình còn gặp hai chị của mình nữa. Cậu ta đẹp trai thật á. La 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 la, vui quá đi. Em chào hai chị nha. Trời ơi, dồn rác cái gì mà lâu dữ vậy, cân giật mà mấy tiếng đồng hồ vậy? Trời ơi, không còn răng cho cưng ăn luôn nè. Còn ly kem nè, ăn nổi được không? Không sao. Em được ăn được mà. Chị la nha, thường xin mà đi dọn rác nghe. Là xin nó lăn bò lê lất, bắt đầu khóc lắc các kiểu. Bây giờ đi dọn rác mà vui, mặt tươi tưng tịnh luôn kìa. Ủa làm gì có. Trời em dọn rác sao em cảm giác gọi là thật là bảo vệ môi trường, thật là yêu đời quá đi. Điêu nha. Bình thường nha, chỉ đi làm trong vòng 5 phút thôi là về luôn rồi, mà bây giờ đi ra ngoài tận bao nhiêu lâu mới về, mà chưa kể mình ăn hết sạch đồ ăn rồi. Bình thường nha, Simi sẽ kiểu sao mọi người lại ăn hết đồ của em, hôm nay thì đúng không rồi. Sao không xin em ăn được cái gì đấy? Bị gì đó em? Mọi người nói gì vậy? Trời, từ trước thì em đâu có dạy đâu. Bây giờ em bận lắm, bây giờ em đi xuống em bởi ngồi vì... lên kem ăn cho nó lên, mà còn ly kem nè, ăn cho nó hơn. Bây giờ hai chị ăn đi, vì em xuống rác. Alo, em xuống biển dọn rác vậy. Cãi quá. Cái gì vậy? Ai biết? Chị có nghĩ giống em không? Em cũng nghĩ giống chị hả? Đúng rồi. Trời đất ơi, xin nó đi rồi em ăn kem được gì rồi. Vớ vẩn nghĩ cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó đi rồi em ăn kem được mà, gì đâu. Trời ơi, cái đứa em út thì nó cứ đang có vấn đề mà em không còn nghĩ đến ăn được hả? Vấn đề bình thường mà, hôm nay chắc xin bị tận đi cái gì đâu, bình thường mà. Trời ơi. No, cái này có vấn đề nha, chúng ta cần phải theo dõi gấp. Cái việc này nó không bình thường chút nào đâu em ơi. Phải theo dõi. Không bình thường à? Tự nhiên gì nói em để ý nha. Đi dọn rác về xong mặt cười hú hú, xong rồi cười xong đòi đi dọn rác. Lại dọn rồi, rác vô người ta. Cả mình còn không thích mà. Từ cảm giác người ta vui vẻ, vui hòa, chan hòa với cuộc sống này. Rồi xong, em biết rồi, chắc chắn luôn. Chỉ có thể là nó thôi. Biết yêu, ghê chưa? Xin biết yêu. Trời đất ơi. Yêu sao hả? Crush nó yêu đó chị. Trời đất ơi, thường thường con người nha, mà khi mà người ta xa vào lưới
thần nha, từ người rất là yêu đời, yêu làm cái gì cũng yêu đời. Trời ơi, ơi. Gì? Giác mà cũng yêu được á hả? Cái gì vậy bà nội? Trời ơi, yêu người cá bà nội, tình yêu đó bà nội. Trời ơi, người á. À, người cá, người cá. Ai biết đi đâu? Trời ơi, bà bị khổng thôi. Thôi. Ê, mà từ, kiểu này em nghi rồi nha. Sim á, là Sim nó dễ thương lắm đúng không? Nó yêu, chắc chắn nó yêu người thương đẹp trai lắm. Trời ơi, nó hóng ghê luôn. Biết Sim nó hay không? Trời ơi. Kéo khi nào xong rồi như nào mình thành cũng mình cũng cờ rớt người ta lại vui ha. Đâu là bắt chị em cờ rớt một người luôn. Em nghi ngờ nha, cái bộ người mà Sim cờ rớt nha, đẹp trai nè, dám đoán thử nha, đẹp trai nè, cao 1m8 nè, đó sắm muối nè, đó tóc hằng, tóc như mẹ của mình cũng là chắc lắm. Trời ơi, đừng nói nữa, theo dõi để nhìn đi, ok, đi ngang, đi. Ui. Mà không biết cô ấy đâu rồi ta, nãy chúng tôi kiếm lại chờ luôn á. Ơ, cô ấy kìa. Ôi, ngồi tới chiều rồi mà vẫn chưa thấy bạn người cá đâu nữa, sao lâu vậy trời. Voila, chào cậu nha. Ủa, bạn người cá hả? Trời đất ơi, bạn tới à, mình chờ bạn. Mình cũng mới tới rồi. Vậy hả, trời ơi, xin lỗi bạn nha. Tôi phải gọi là dọn rác ở dưới bãi biển nó lâu quá trời luôn, xin lỗi nha. Thôi không sao đâu. Ủa, mà tính ra hôm qua giờ mình vẫn chưa biết cái tên của bạn là gì nữa. À, tên tớ là Simi. Simi, trời, còn tên của mình đó là Kairon. Kairon hả? Chào cậu nha Kairon. Thôi được rồi, bây giờ á mình á sẽ dẫn bạn gọi là đi tham quan thử cái làng Heritage của mình nha. Ơ nhưng mà khoan đã. Hả? Ủa sao vậy? Hả? Trời đất ơi. Thôi không sao đâu, bây giờ á dù sao cậu cũng là người cá, nếu mà đi lòng vòng ở trong làng như vậy á thì á sẽ bị người khác phát hiện á, cho nên là đây, để tôi cõng cậu lên. Ủa cậu có phiền cậu quá không vậy hả? Thôi không sao đâu, mình khỏe mà. Ồ đúng rồi, với lại là mình có cái này cho cậu này đó. Cái gì vậy? Ủa cậu đeo cái này lên đi, mình đeo thử coi. Một cái mũ quá gì nó dễ thương quá à. Ủa thôi được rồi, bây giờ các bạn lên lưng mình đi để mình cõng cho. Đó. Wow, trời đất ơi, làm phiền cậu nha. Thôi không sao đâu, dù sao thì đây cũng là giống như là mình dẫn bạn đi tham quan mà. Đây chính là nhà của Mr. Dịch nè. Đó, bạn biết anh Mr. Dịch không? Mình cũng không biết con người nào ấy, mình chỉ biết người cá thôi à. Tính ra là đây là người cá mà. Nói chung là đây là nhà của anh Dịch nè, còn đây là nhà của chị Minh nè. Đó. Wow, hay quá à. Trời đất ơi. Xin giới thiệu với cậu, cái căn nhà màu đỏ này chính là căn nhà của mình. Ta-da. Wow, thì ra đây chính là nhà của một con người bình thường sao? Đúng vậy. Wow, nhìn hay quá à. Cậu biết sao, thế giới người cá của tớ cái gì nó cũng quậy đầu dưới nước hết trơn á. Đấy. Thôi được rồi, thôi. Ồ, mà cậu ở dưới người ở dưới thế giới người cá là cậu hay ăn gì? Ở dưới người cá tớ toàn ăn rong biển với là đồ bằng rau không mà. Đấy. Ôi. Đây, mình sẽ cho cậu ăn thử cái món này nè. Đó. Đây là đồ ăn của thế giới con người và đây cũng là do chính tay mình làm luôn á. Ủa, thiệt hả? Đúng rồi. Ăn thử coi. Ăn nom. Ủa, cái là cái gì mà ngon dữ vậy? Wow. Đây, ở trên thế giới loài người được gọi đó chính là bánh kem. Ta-da. Bánh kem sao? Wow, cái này hay dữ ta, chắc mình cũng phải học thử gọi là công thức của con người ấy được. Wow. Nhưng mà nếu mà cậu muốn á thì mình có thể cho cậu ăn nhiều hơn nữa. Đây, mình sẽ giới thiệu cho cậu nhiều món còn ngon hơn nữa. Ủa, đâu vậy? Ủa, cái là cái gì vậy? Ta-da. Ủa, sao nhìn mấy cái này nhìn lạ quá ta. Nói chung là ở trên đây có rất là nhiều món ngon luôn. Nếu mà cậu thích thì mình sẽ nấu cho cậu ăn để cho cậu mập lên luôn. Cậu ơn lòng tốt của cậu nha. Nhưng mà tớ cũng ăn ít lắm. Thì ra đây thế giới con người sao lại mình đi một vòng thử coi. Ôi dạ. Ôi. Ủa, sao vậy? Ủa, cậu sao vậy? Tớ thiếu nước. Trời, thiếu nước hả? Từ từ, đi vô nhà. Trời ơi, mình đau đầu quá các bạn ơi, đúng thế giới con người đáng sợ quá. Ui. Đây, cậu hãy bơi xuống đây đi. Trời đất ơi, đỡ quá. Đúng là cái đuôi đúng là phiền phức thật sự á. Bây giờ nếu mà tớ gọi là rời nước quá lâu tớ sẽ rất là chóng mặt. Nhưng mà không sao, có cậu ở đây rồi, có Kairo ở đây rồi, chắc chắn Kairo sẽ giúp tôi. Thôi được rồi, cậu yên tâm, cậu cứ đây nghỉ ngơi đi nha, mình sẽ đi nấu đồ ăn cho cậu ăn đây. Cảm ơn cậu nha. Mà tính ra anh bạn Kairo này cũng tốt phết chứ đùa. Nướng bánh xong rồi nè. Ủa, cậu làm xong rồi hả? Ủa gì vậy? Đây, đứng dưới đây với cậu. Đây, chính là món bánh kem mà mình vừa mới làm á. Cậu ăn thử đi. Cảm ơn cậu nha. Ngon quá trời quá đất luôn.
cậu thấy ngon á thì sau này á cứ lên đây tìm mình sẽ làm bánh cho cậu ăn mỗi ngày luôn cũng được. À, cậu dễ thương quá, cảm ơn cậu nha. Ô chết, hình như bây giờ cũng muộn rồi, chết rồi, cái đâu đây, bây giờ bạn phải dẫn mình về nhà không, hai chị của mình sẽ nổi điên mất, vui chết rồi, không được, không được. Vậy, cậu lên đi, cậu lên lên đầu mình nè. Ok, rồi, mình lên rồi. Rồi, ok, mình sẽ chở cậu về. Rồi, cảm ơn cậu nha. A few minutes later. Trời ơi, lâu quá, ra buồn ngủ đến nơi rồi, đâu phải ta. Ơi. Em làm sao mà bình thường là Simmy chỉ đi chơi có một xíu là về rồi, nay cũng lại đi lâu ghê luôn á ba. Cái gì mà lâu chứ, trời ơi. Trời ơi, Simmy ơi luôn á. Trời ơi là trời. Ui hình như là con trai. Thì tất nhiên con trai rồi má, nghĩ sao đi chơi mà chơi gái. Trời ơi kỳ ghê mà cậu nha. Ừ ha. Ồ trời ơi chỉ sao không, xin biết lượng người nghe. Trời ơi tóc trắng áo đỏ nghe. Trời ơi trong giới là ngầm người cả nghe. Người nào tóc trắng là hiếm đó trời. Trời ơi đúng là con bé. Trời đất ơi em tự hào rồi xin quá chị ơi. Trời đất ơi mà trời. Ủa mà tự Ủa gì vậy, gì vậy? Ủa sao có hai cái chân biết đi. Ủa là hai cái chân. Là cái là con người. Em phải đi chơi với người cái sao lại đi chơi với con người gì kìa vậy? Xin là không biết con người. Trời ơi chết rồi chị ơi, loạn rồi. Trời ơi em tôi. Trời ơi không được rồi. Sao cái này chúng ta phải ngăn chặn lại. Không được để chuyện này xảy ra. Không được rồi, trời đất ơi, Sim đã phạm vào điều cấm rồi. Đâu không được, đi về, mình cứ đi về trước, mình cứ đi về trước đi đã. Cứ về trước đi đã. Trời ơi, trời đất ơi, cay quá. Trời ơi, trời Sim ơi, xem dài dụng đấy Sim. La, trời đất ơi, hôm nay em vui quá trời có đất lần hai chị ơi. Ủa? Simmy. Ủa, vâng. Có phải em quen con người đúng không? Ủa? Làm gì có? Ủa hai chị nói gì tào lao vậy? Hả? Em đừng chối nữa. Bọn chị đã hôm qua, bọn chị đã đi theo em và bọn chị phát hiện là em đi chơi cùng với một người đứa con người. Đúng rồi. Thật là kinh khủng. Đâu cho em. Em không biết suy nghĩ gì em vì con người dụ dỗ. Em dụ dỗ đúng không? Bây giờ em về một cách duy nhất là em về phải vậy, người ta không nên gặp thẳng ta hiểu không? Đó là con người đấy. Không như hai chị nghĩ đâu. Thực ra thì đúng là em đang yêu hắn ta rồi. Nhưng mà anh ta là một con người tốt. Anh ta không phải là người xấu đâu như hai chị nghĩ đâu. Mùi ơi em không có được không? Hả? Em không biết con người chúng ở bọn họ chỉ muốn cái vây của em thôi. Nếu mà em bị bắt vậy thì em sẽ bị tan thành mặt biển. Rồi thậm chí kể cả yêu họ thôi, nếu mà bị gọi là bị phát hiện là em cũng sẽ biến thành mặt biển nữa Sim. Hả? Rồi con người chỉ xem chúng ta là một món ăn thôi Sim hiểu không? Tụi mình là cá đó, mình là người cá đó Sim, mình là con cá thôi. Còn họ là con người đi bằng tay bằng chân biết suy nghĩ á Sim. Cái đó vậy bị lừa vậy? Nhưng mà em yêu cậu ta thật lòng mà. Hai chị đang nói gì vậy? Ôi, yêu cái gì mà yêu? Người cá trai ở bên kia em không yêu, tại sao em lại đi yêu con người? Đúng rồi Sim. Em chứ nó bị lừa thì sao? Đúng rồi Sim, không chơi đuổi đâu. Hai chị thật độc ác. Em ghét hai người. Tại sao một chiều lại trở thành như thế này chứ? Cậu ta đâu phải người xấu đâu. Nè bạn người cá ơi, Ủa cậu đây làm gì? Ủa cậu khóc hả? Sao vậy? Nè Caron, cậu biết sao không? Thật ra thì chị của tớ, hai chị của tớ là người cá. Và hai chị bảo tớ không được gọi là đi chơi với cậu nữa. Lập tức buồn quá trời luôn. Không được đi chơi nữa. Ủa tại sao vậy? Mình đã làm gì sai mà hai chị của cậu không cho phép vậy? Cậu không làm gì sai hết trơn á. Nhưng mà luật người cá của thế giới của tớ đó chính là không được gọi là đi chơi với con người và không được làm quen với con người. Bởi vì nếu tớ làm vậy, tớ sẽ phạm sai lầm trong gọi là gia tộc của người cá. Nhưng mà cậu là một người rất là tốt nên tớ không muốn xa cậu một chút nào. Luật của gia tộc sao? Đúng tại rồi. Sao lại có những luật lệ như vậy nha? Thôi, được rồi. Dù tớ biết là nói dối không tốt, nhưng mà tớ có một cách. Cậu hãy nói dối với lại hai chị của cậu rằng là bọn mình đã không còn chơi với nhau nữa.
Mình nghĩ là chắc chắn chị của cậu sẽ tin mà. Rồi sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thường xuyên được thôi. Ồ, cách này cũng hay á. Nhưng mà tao biết nó xấu, cũng hơi... nhưng mà không sao, đây cũng sẽ là cách nhẹ nhất. Nên nếu mà có gì cậu đừng bỏ tớ nha. Tất nhiên là như vậy rồi, làm sao tớ bỏ cậu được. Thôi, bây giờ tớ phải về gọi là nhà gặp hai chị đây. Còn bây giờ thì tạm biệt cậu nha. Khoan đã. Mình có một món quà dành cho cậu. Đây cũng không phải là món quà gì đó quá to lớn, nhưng mà hy vọng là cậu sẽ thích nó. Cảm ơn cậu nha. Thôi bây giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt cậu nha. Bye. Tạm biệt cậu nha. Hẹn ngày chúng ta gặp lại. Hẹn gặp lại. Ok. Hai chị của mình kìa. Dù mình biết là nó dối rất là xấu, nhưng mà mình mong chuyện này có thể gọi là bỏ qua được. Mình không thể bỏ cậu ta được, bởi vì cậu ta là một người rất là tốt với mình. Hai chị ơi. Dù sao thì nói chung là hôm nay em thực sự rất xin lỗi hai người vì đã gọi là làm hơi tức giận. Nên em cũng đã chạy tới gọi là cái tên con người kia và em đã chia tay hắn ta rồi. Nên hai chị yên tâm nha. Sammy. Hả? Gì em chị? Nói đi. Ủa? Em đã chia tay với hắn ta hả? Em biết sao không Sim, nói dối là một cái điều rất là xấu lắm Sim à. Chị với Camui vẫn đang theo dõi em. Em vừa đi chơi với tên con người kia lúc nãy mà nghĩ sao vậy, em nói chia tay hả? Là sao? Ủa? Lập tay của em đấy hả? Từ bé đến lớn chị dạy em là gì? Không bao giờ được phép nói dối, mà chỉ vì cái tên con người đấy mà em lại nói dối bọn chị ư? Thất vọng với em mà. Nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ không cần nói nhiều nữa, đây là cách cuối cùng. Xin lỗi Sim nha. Phép thuật. Hai chị. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Hả? Ủa, cái thứ gì đang ở đây vậy? Ủa, Sammy, Camui, hai chị đang làm gì em vậy? Tại sao mình không thể thoát khỏi đây được? Hai chị đừng nói là... Đây là biện pháp cuối cùng bọn chị có thể giúp được em. Vì cái gia tộc này, vì cái gia tộc của người cá chúng ta. Đúng rồi, không thả em ra đâu. Còn về tên con người kia, chị sẽ xử hắn ta thay em. Đi với chị Sammy. Đừng. Ok, xử hắn ta.